xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn một món để ăn cơm rất là ngon, đó là cá nục kho măng. Nguyên liệu cho món ăn ngày hôm nay gồm có 250 g cá nục con mua về mình làm sạch và rửa sạch, 150 g măng, ớt, hành lá, 3 tép tỏi và một củ hành tím nhỏ. Đầu tiên mình sẽ ướp cá, một muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ không ướp đường, chỉ ướp nước mắm và muối để cho cá cứng lại. Tiêu trộn lên. Tỏi băm nhỏ. Hành tím băm nhỏ. Hành lá mình cắt khúc nhỏ. Phần đầu hành thì băm nhỏ. Ướp một ít tỏi. Hành tím băm. Và đầu hành lá băm. Mình ướp cá 15 phút. Mình pha nước sốt ướp cá 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê hạt nêm gà, 1 muỗng cà phê đường. Cho mấy cái ớt vào đây luôn. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Mình sẽ xào sơ phần măng, tỏi, hành tím băm. Khi tỏi và hành tím cho thơm, cho măng vào xào. Mình xào như vậy cho măng nó thơm. Xào sơ 2 phút cho ra tô. Với dầu ăn. Một muỗng canh đường cát. Khi đường vừa hơi chuyển sang màu vàng thôi là mình tắt bếp ngay và tiếp tục khuấy đều. Tại vì sức nóng của lò vẫn còn, nếu mà mình vẫn để lửa và khuấy như vậy thì nước màu dễ bị khét. Khi nước màu đã đạt rồi thì mình cho cá vào. Chỉ cho cá vào thôi, còn nước ướp thì để lại. Kho 1 phút cho cá săn lại rồi thì mình cho nước ướp vào.
chén mứt xốp để kho cá. Thêm 2/3 chén nước măng. Cho hết phần tỏi, đầu hành lá và hành tím luôn. Phần tỏi, đầu hành lá và phần hành tím này đúng ra lúc nãy sau khi mà mình thắng nước màu xong á thì mình sẽ cho vào để mình xào trước rồi mình mới cho cá vô, nhưng mà vì mình quên đó các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ cho vào sau, nó sẽ không có thơm bằng. Mình để lửa lớn kho cho cá sôi lên, sau đó mình hạ xuống lửa trung bình, bếp với chín số để lửa số 5. Kho từ từ cho cá chín, thấm gia vị và rút nước bớt. Kho được 10 phút thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Thêm nửa muỗng canh đường. Sau đó tiếp tục kho. Kho cho đến khi nước rút cạn rồi, mình nêm hành lá, một ít tiêu và tắt bếp. Món cá kho măng đã xong rồi. Mình ăn chung với cơm nóng kèm theo là dưa leo và chấm với rau sống nữa thì rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.